nằm đi như đi bà già ghét đó. Bà già chả có kiểu đâu, nay bà già về về rất là người, đau hết cả người. Chưa phải nhiều thì cái chú bán than hoa đi đứa nào nhỉ? Em không biết. Hỏi anh là chỗ bán than hoa như nào chịu. Thank you.